Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt hạn chế gia tăng sốt xuất huyết và tay chân miệng. Cấp cứu bé trai tổn thương vùng mặt do ngã vào mảnh vỡ thủy tinh. Cần hiểu đúng về bệnh ký sinh trùng. Đó là nội dung chính trong bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay bây giờ là những tin tức đáng chú ý. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp khi số ca mắc mới không ngừng gia tăng. Các bác sĩ dự báo nguy cơ dịch chồng dịch có thể xảy ra nếu không có các giải pháp phòng chống kịp thời. Những ngày gần đây, số ca bệnh tay chân miệng nhập viện tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang gia tăng nhanh chóng. Tại một số bệnh viện tuyến cuối, số lượng trẻ nhập viện điều trị tăng gấp 3-4 lần so với tháng trước. Ngành y tế dự báo số ca mắc và số ca nặng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần tới và có thể kéo dài nếu không quyết liệt có các biện pháp dự phòng. Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đối với sốt xuất huyết, một trong các giải pháp quan trọng là phân loại đúng, xử lý dứt điểm các điểm nguy cơ gây dịch tại các quận huyện thành phố Thủ Đức. Đối với dịch bệnh tay chân miệng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kịch bản ứng phó gồm 3 cấp độ, thực hiện phân tầng điều trị với tầng cuối là các bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện nhiệt đới. Theo văn bản của Bộ Y tế phản hồi về ý kiến của các bộ ngành đối với lộ trình thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng đối với đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng, theo phương án dựa trên cơ sở danh mục kỹ thuật hiện hành, vẫn giữ nguyên cơ cấu giá và định mức đã ban hành và chỉ điều chỉnh tiền lương, kết cấu vào giá theo mức lương cơ sở mới. Theo đó, nếu thực hiện điều chỉnh tiền lương kết cấu vào giá theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng, thì tỷ lệ tăng bình quân của giá dịch vụ khám chữa bệnh là 5%, chi quỹ bảo hiểm y tế tăng khoảng 2.700 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, khi mức lương cơ sở tăng, thì nguồn thu quỹ bảo hiểm y tế cũng sẽ tăng do mức đóng của người tham gia bảo hiểm y tế cũng tăng. Về tác động với người tham gia bảo hiểm y tế, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội được bảo hiểm y tế thanh toán 100% nên không bị ảnh hưởng. Các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế phải đồng chi trả 20% thì với tỷ lệ bình quân giá khám chữa bệnh khi điều chỉnh tiền lương theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng là 5%, khi tính chi phí quản lý là 4% thì phần đồng chi trả tăng thêm không nhiều và có khả năng chi trả vì thu nhập của các đối tượng cũng được tăng theo tiền lương cơ sở. Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho 36 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở đợt 1. Theo đó, Sở Y tế ban hành quyết định số 4121 giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho 36 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế đợt 1. Đây là những đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên và ngay từ năm đầu thời kỳ ổn định 2023, ngân sách nhà nước không hỗ trợ hoặc cấp chi thường xuyên. Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chủ động sắp xếp kiện toàn tổ chức lại đảm bảo bộ máy tinh gọn, có cơ cấu hợp lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, tăng nguồn thu sự nghiệp cho đơn vị và tiết kiệm chi, nâng mức tự chủ tài chính. Bên cạnh đó là thực hiện quy định công khai trách nhiệm giải trình hoạt động và số liệu thu chi khi lập phương án tự chủ tài chính của đơn vị trước cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo quy định của pháp luật. Định kỳ hàng năm, đơn vị có trách nhiệm báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cho Sở Y tế theo quy định. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vừa tiếp nhận trường hợp bé trai 2 tuổi bị nhiều tổn thương vùng mặt do bị các mảnh thủy tinh cứa vào. Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 21 tháng 5, bệnh nhi 2 tuổi ở tỉnh Hà Nam nhập viện trong tình trạng hoảng sợ, đau đớn, băng bó khắp mặt. Gia đình bệnh nhi cho biết khi trèo lên bộ ghế trường kỳ, cháu đã với tay nghịch bình thủy tinh đựng nước trên bàn rồi bị trượt chân ngã, kéo bình thủy tinh rơi theo. Cháu bị ngã úp mặt vào những mảnh vỡ thủy tinh gây ra nhiều vết thương trên da vùng mặt. Sau khi tai nạn xảy ra, bé lập tức được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu vết thương rồi chuyển ngay lên bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật khâu vết thương phần mềm vùng mặt cho bệnh nhi. Kíp mổ đã tiến hành làm sạch vết thương, đặc biệt kiểm tra kỹ, tránh trường hợp sót dị vật, nhất là dị vật mảnh thủy tinh trong vết thương rồi khâu đóng vết thương. Các bác sĩ khuyên cáo, nếu gặp rủi ro tương tự, đối với vết thương chảy máu nhiều, trước tiên người nhà cần nhanh chóng dùng băng gạc ép vết thương để cầm máu. Đối với vết thương nông, không hoặc ít chảy máu, người nhà cần làm sạch vết thương bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, băng vết thương lại. Ngay sau đó cần đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời đúng cách. Thưa quý vị, ký sinh trùng vào cơ thể từ đơn bào có khả năng xuyên qua các niêm mạc đường tiêu hóa, cư trú ở tất cả các hệ thống, từ cơ vân đến cơ tim. Sán chui lên não làm tổ khiến người bệnh có các biểu hiện đau đầu buồn nôn, có thể xuất hiện các cơn co giật.
Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều trường hợp bệnh nhân vẫn lầm tưởng và bị hiểu nhầm sang bệnh khác do các triệu chứng không điển hình nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra bệnh. Từ một người khỏe mạnh bình thường, người phụ nữ này đã trở nên nguy kịch do bị nhiễm ký sinh trùng khi thường xuyên ăn các món nem thính, gỏi cá, rau sống. Ngỡ tưởng mình bị áp xe gan hay ung thư gan, bệnh nhân đã đi điều trị ở rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy bệnh tình thuyên giảm mà cơ thể lại càng yếu hơn. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Đặng Văn Ngữ. Sau quá trình thăm khám và phân tích mẫu bệnh, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm ấu trùng sán lá gan, cần phải nhập viện và điều trị ngay. Bác là đi khám ở viện tỉnh, xong là họ khám thì cũng nói là bị là áp xe gan, nhưng mà bác sĩ là chưa kết quả được. Sau quá trình bác là có bên bác đi các bệnh viện nhiều rồi. Nhưng như bác sĩ giới thiệu đến viên là trị sản ấy, trị sản của là Đặng Văn Ngữ. Cho nên là bác đến đây là như bác sĩ là chăm sóc điều trị cho bác đã đỡ rồi. Còn trường hợp bệnh nhân này, năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn giữ thói quen ăn tiết canh vào mỗi buổi sáng và thường xuyên ăn rau sống. Gần đây, có những biểu hiện như mờ mắt, đau đầu, bệnh nhân mới đi khám và được chẩn đoán nhiễm sán não. Cái chia nó đập vào đầu, thế để khoảng chục hôm không nghe đâu, không có gì, mà nghe khỏi cái vết thương này còn khoảng chục hôm đấy, đi kiểm tra lại CT ở dưới Hòa Bình, đấy thì vết thương là không sao, lại phát ra cái bệnh chụp ra cái bệnh sán não. Làm khi bệnh nhân bị bệnh thì bệnh nhân hầu như cũng không ai nghĩ là mình bị, tại vì người ta cũng không có một cái dấu hiệu chỉ điểm nào biết là. Giả dụ chúng tôi đã khuyên cáo bệnh nhân, giả dụ khi cái nang sán, có những bệnh nhân mà có rất điển hình là có cái nang sán ở dưới cơ, hoặc là có bệnh nhân có tiền sử đi ngoài đốt sán thì khuyên bệnh nhân đi khám đây. Nhưng có bệnh nhân người ta có tiền sử đi ngoài đốt sán hàng chục năm nay, người ta nghĩ nó là bình thường vì thì giai đoạn đầu thì nó không ảnh hưởng sức khỏe lao động của người dân, người ta vẫn ở nhà lao động bình thường, trừ khi đến lúc mà co giật người nó yếu, nó không ảnh hưởng, nó không thể làm việc sinh hoạt lao động bình thường, người ta mới đi viện. Để phòng tránh những biến chứng nguy hiểm của ấu trùng sán vào cơ thể, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bằng cách ăn uống đảm bảo vệ sinh, ăn chín, uống sôi. Khi có biểu hiện bất thường dưới da, u nhỏ trong cơ như hạt đậu tương hoặc hạt lạc, đau đầu, co giật hay đã từng đi ngoài có đốt sán, nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời, không nên tự ý điều trị tại nhà hoặc ngay theo các bài thuốc thầy lang chưa được kiểm chứng. Trong phần tiếp theo, ngừng thở khi ngủ và những nguy cơ tiềm ẩn. Trao cơ hội giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người, giấc ngủ là vô cùng cần thiết trong quá trình tái cân bằng cơ thể, sinh lý và tâm lý. Tuy nhiên, giấc ngủ không phải lúc nào cũng là sự nghỉ ngơi. Có nhiều bệnh lý liên quan đến giấc ngủ như mất ngủ, rối loạn hô hấp khi ngủ. Trong đó, hội chứng ngưng thở khi ngủ là rối loạn giấc ngủ hay gặp. Nhưng nhận biết của người dân về hội chứng này còn khá mới mẻ. Hội chứng này xuất hiện khi người bệnh ngừng hoạt động hô hấp hoàn toàn từ 10 giây trở lên, biểu hiện không có dòng khí qua mũi. Những bệnh nhân mắc hội chứng này sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Ngáy to, nghẹt thở, ngủ không yên giấc, đau đầu, mệt nhọc, mất tập trung. Đó là những dấu hiệu điển hình của hội chứng ngưng thở khi ngủ được các bác sĩ ghi chép lại trong quá trình thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân. Mới ngoài 30 tuổi, nhưng bệnh nhân này đã bị rối loạn giấc ngủ, nhập viện trong tình trạng cơ thể mệt mỏi, khô họng kèm với những triệu chứng đau đầu. Sau quá trình thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ ở thể nhẹ. Gần đây thì tôi có ngày to và cũng có một thời gian dài rồi. Về công việc thì hiệu quả các thứ nó không được tập trung và cũng giảm cái năng suất làm việc. Bác sĩ có chỉ định cho tôi sử dụng máy đa ký hô hấp để chẩn đoán triệu chứng ngưng thở khi ngủ. Ngưng thở khi ngủ là một trong những rối loạn thường gặp nhất. Các đối tượng có nguy cơ cao bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ bao gồm béo phì, mô limpo, phì đại amidan, VA, khoang mũi hẹp. Trong đó, béo phì chiếm tới 77%. Và với trọng lượng tăng lên 10%, nguy cơ ngưng thở khi ngủ tăng lên gấp 6 lần, dẫn đến những bất thường cấu trúc sọ mặt và mô mềm đường hô hấp trên như vị trí, kích thước bất thường xương hàm trên, hàm. Có những bệnh nhân thì trường hợp rất là nặng đến với chúng tôi và bệnh nhân đến thì thậm chí có thể ngủ gật ngay khi mà các bác sĩ đang thăm khám.
Và bệnh nhân thì rất là không hài lòng khi mà người ta bị buồn ngủ ngoài quá mức, cũng như là người ta thấy rằng không thể làm lái xe cũng như là vận hành làm việc bình thường do cái tình trạng ngủ gật. Sau khi được chuẩn đoán thì bệnh nhân sẽ được mang một cái máy áp lực dương trong giấc ngủ, và khi mang áp lực dương như vậy thì bệnh nhân giảm được cái triệu chứng ngáy. Bên cạnh đó thì bệnh nhân cải thiện được triệu chứng ban ngày, tức là do cải thiện chất lượng giấc ngủ cho nên bệnh nhân không còn ngủ ngày quá mức, bệnh nhân cải thiện được cái chất lượng công việc cũng như là bệnh nhân không bị các rủi ro về tai nạn giao thông. Hội chứng ngưng thở khi ngủ dễ chẩn đoán và điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm, và ngược lại sẽ rất nguy hiểm nếu phát hiện muộn, sẽ gây ảnh hưởng đến các cơ quan như tim, não, phổi. Theo các chuyên gia, cách chẩn đoán ngừng thở khi ngủ là đo đa ký hô hấp và đa ký giấc ngủ. Theo đó, đo đa ký giấc ngủ được đánh giá là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán hội chứng ngưng thở, giảm thở khi ngủ. Thưa quý vị, hội chứng ngưng thở khi ngủ là một rối loạn ngày càng phổ biến, có quan hệ mật thiết với bệnh béo phì, bệnh gây suy giảm chất lượng cuộc sống, làm suy giảm hiệu suất công việc. Chứng ngưng thở khi ngủ cũng là yếu tố dẫn đến các bệnh về tim mạch, rối loạn chuyển hóa và ung thư, theo một số nghiên cứu. Vậy đâu là phương pháp hiệu quả để chữa ngưng thở khi ngủ? Ngay sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên Sức khỏe 24 giờ với bác sĩ Trần Phạm Hải, khoa hô hấp Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lần đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ Trần Phạm Hải, khoa hô hấp Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội đã nhận lời trả lời phỏng vấn cho chương trình Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ vâng, thưa bác sĩ, bệnh ngưng thở khi ngủ thì có thể nhiều người chưa biết hoặc biết đến nhưng chưa hiểu rõ. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ những thông tin chi tiết về căn bệnh này được không ạ? Trước hết thì chúng ta phải hiểu rằng là cái ngưng thở khi ngủ về mặt định nghĩa như thế nào. Ngưng thở khi ngủ là một tình trạng mà chúng ta bị ngưng thở hoàn toàn trong giấc ngủ, và cái thời gian như vậy thường là lớn hơn 10 giây. Và chính vì ngưng thở như vậy nó làm cho chúng ta bị giảm oxy trong máu. Và cái vấn đề ở đây là chúng ta không hề biết là chúng ta đang bị ngưng thở khi ngủ. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ bị một số cái hậu quả gây ra các triệu chứng ban đêm cũng như ban ngày của cái hội chứng ngưng thở khi ngủ này. Vậy thì những cái triệu chứng cũng như là những cái dấu hiệu nào để cho người bệnh có thể nhận biết khi mình đang có nguy cơ bị mắc căn bệnh này? Ngưng thở khi ngủ thì có rất nhiều triệu chứng, nhưng mà chúng ta có thể phân ra thành hai cái nhóm triệu chứng, là triệu chứng khi chúng ta ngủ và cái triệu chứng khi chúng ta thức giấc vào ban ngày. Thì khi chúng ta ngủ, cái triệu chứng mà thường gặp nhất đấy là triệu chứng ngáy. Và có những triệu chứng như là chúng ta sẽ phải thức giấc nhiều để đi tiểu vào ban đêm, và chúng ta thở ngáp, thở gấp khi chúng ta đang ngủ. Đây là những cái triệu chứng mà chúng ta có thể gặp khi chúng ta ngủ. Và ban ngày thì khi chúng ta thức giấc dậy, chúng ta sẽ có những triệu chứng như chúng ta thấy đau đầu, choáng váng, mệt mỏi, và chúng ta có thể bị khô họng. Nhiều hơn nữa thì chúng ta có thể có những cái triệu chứng như là mất tập trung trong quá trình làm việc, hoặc chúng ta sẽ bị buồn ngủ ngày quá mức, gây ra tình trạng giảm cái năng suất lao động, cũng như là chúng ta có thể bị các cái nguy cơ về tai nạn lao động cũng như là tai nạn giao thông. Vậy thì trong quá trình điều trị và thăm khám thì bác sĩ thấy là những bệnh nhân đến đây thì họ là ở giới tính nam hay nữ và trong độ tuổi nào? Khi mà họ biết rằng họ bị bệnh ngưng thở khi ngủ thì đang ở trong cái giai đoạn nào rồi ạ? Ở bệnh lý ngưng thở khi ngủ thì sẽ thường gặp ở những người nam nhiều hơn là nữ, và thường gặp ở những người ở độ tuổi trung niên và ở những người béo phì hơn những người khác. Bệnh lý ngưng thở khi ngủ là một bệnh lý càng ngày càng nhiều, và nó có mối quan hệ mật thiết với các biến cố về bệnh lý tim mạch. Nó gây ra các bệnh lý như đột quỵ vào ban đêm, hoặc là chúng ta sẽ gây ra những cái biến cố liên quan đến các bệnh lý như là điều trị tiểu đường kháng trị. Trong ngưng thở khi ngủ thì thường bệnh nhân đến khám khi mà ở hai giai đoạn. Một là người ta ngưng thở và người nhà người ta chứng kiến rằng bệnh nhân có ngưng thở khi ngủ, và người ta cảnh báo cho cái bệnh nhân rằng là bạn đã bị ngưng thở khi ngủ, và bệnh nhân đi đến khám bác sĩ để khẳng định lại cái việc đó. Một số trường hợp thứ hai là bệnh nhân gặp một số triệu chứng vào ban ngày quá mức, ví dụ như họ cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày, hoặc là người ta cảm thấy buồn ngủ ngày quá mức, thậm chí một số trường hợp đã bị những tai nạn giao thông và người ta thấy rằng là phải tìm lý do vì sao người ta bị ngưng thở khi ngủ, thì thường là người ta sẽ đến khám bác sĩ. Rất nhiều phụ huynh cũng quan tâm rằng là bệnh ngưng thở khi ngủ thì có thể xuất hiện ở trẻ em không ạ? Thực tế mà nói, ngưng thở khi ngủ thì có thể gặp ở cả trẻ em và người lớn, chứ không chỉ là người lớn. Và thường người ta thấy rằng là ở trẻ em thì sẽ có những cái nguyên nhân đến từ sự tắc nghẽn đường hô hấp trên, ví dụ như là VA quá phát hoặc như là amidan quá phát, hoặc có một số trường hợp có bệnh lý thần kinh cũng có thể làm cho bệnh nhân bị ngưng thở khi ngủ, thường gặp ở trẻ em. Vì vậy cho nên là nếu như bệnh nhân chúng ta có những triệu chứng như trên thì mong các bệnh nhân sẽ đến khám và tư vấn để được chẩn đoán kịp thời
một giấc ngủ ngon thì sẽ giúp chúng ta sẽ cải thiện rất nhiều triệu chứng ban ngày. Vậy với những bệnh nhân mắc bệnh ngưng thở khi ngủ thì sẽ được điều trị như thế nào? Bác sĩ có thể cho vài lời khuyên với những bệnh nhân mắc bệnh ngưng thở khi ngủ được không ạ? Khi chúng ta có những triệu chứng như chúng ta ngáy này, chúng ta buồn đi tiểu nhiều về đêm này, chúng ta có những dấu hiệu như hạn thở gấp, thở ngáp vào ban đêm, và ban ngày chúng ta có những triệu chứng đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi khi chúng ta thức giấc hoặc chúng ta buồn ngủ ngày quá mức, thì chúng ta nên được đến khám và tư vấn với các bác sĩ. Trong quá trình thăm khám như vậy thì chúng ta nên được đánh giá và chúng ta sẽ làm các biện pháp để chúng ta chuẩn đoán cái bệnh lý ngừng thở khi ngủ này bằng cách là chúng ta sẽ làm đa ký hô hấp hoặc đa ký giấc ngủ, nghĩa là chúng ta sẽ mang cái máy khi chúng ta ngủ và các thông số để được lưu lại trong cái máy đó. Sau khi mà chúng ta thức giấc thì các máy đấy sẽ được phân tích ra để xem chúng ta thuộc cái nhóm ngưng thở khi ngủ mức độ nào, ví dụ như mức độ nhẹ, mức độ vừa hay mức độ nặng, và cái loại ngừng thở khi ngủ chúng ta loại gì, loại tắc nghẽn, loại trung ương hay loại hỗn hợp. Thì dựa vào cái mức độ cũng như là cái kiểu ngừng thở của chúng ta thì các bác sĩ sẽ có cái chỉ định để chúng ta điều trị cho phù hợp với từng bệnh nhân một. Cái mà ngưng thở khi ngủ thường gặp nhất hiện nay đây là ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn. Thì hiện nay thì có một số biện pháp điều trị, ví dụ như ở những người mà mức độ nhẹ thì chúng ta có thể kiểm soát cân nặng. Và cái thứ hai là chúng ta có thể tránh sử dụng các chất kích thích trước khi đi ngủ như bia, rượu sẽ làm cho cái ngừng thở khi ngủ nặng lên. Hoặc cả thứ ba, nếu chúng ta có thể thay đổi tư thế ngủ, nằm nghiêng phải, nghiêng trái, thay cho nằm ngửa thì chúng ta sẽ cải thiện được cái triệu chứng của ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, ở một số người ở mức độ vừa và nặng thì chúng ta sẽ cần phải có một cái số biện pháp điều trị mặt y tế sâu hơn. Ví dụ như chúng ta có thể mang một số cái dụng cụ để đẩy xương hàm dưới ra trước để làm rộng đường thở. Hoặc là chúng ta sẽ phải mang một cái máy gọi là máy áp lực dương liên tục để chúng ta làm đường thở thông thoáng. Và có một số ít trường hợp chúng ta sẽ cần phải phẫu thuật tạo hình lại cái vùng vòm họng để làm cho đường thở chúng ta thông thoáng, để chúng ta cải thiện cái triệu chứng của ngưng thở khi ngủ. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời trả lời phỏng vấn cho chương trình Sức khỏe 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân ung thư từ các tỉnh về bệnh viện ca cơ sở Tân Triều để khám và điều trị bệnh. Cảm thông với số phận, hoàn cảnh của những người bệnh nghèo, nhiều chủ nhà trọ đã cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ những căn phòng trọ bình dân gần bệnh viện làm nơi tá túc để giúp các bệnh nhân chiến đấu với căn bệnh nan y. Mong ước một ngày không xa, họ sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình. Dạo một vòng khu xóm trọ ở tổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, khu vực đối diện với bệnh viện ca, cơ sở Tân Triều. Có thể thấy phòng ở đây rất đa dạng, từ phòng bình dân giá rẻ đến những phòng hạng sang có máy điều hòa, vệ sinh riêng. Khu trọ của gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt là một nhà trọ bình dân có 3 phòng trọ miễn phí và đang tiếp tục xây dựng thêm dành cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện. Mục đích này là tôi tạo dựng lên cái khu nhà trọ này là tôi muốn giúp một phần là giúp đỡ bệnh nhân. Tôi thì tôi không có đâu, nhưng mà tôi muốn góp một phần nào đấy để giúp đỡ bệnh nhân để vượt qua được cái bệnh tật khó khăn hiện tại trước mắt đấy. Tôi mong muốn là bệnh nhân lúc nào cũng khỏe mạnh. Sống chung với người bệnh, chủ nhà cũng hiểu được bệnh tình và hoàn cảnh của từng gia đình. Cũng giống như chị Nguyệt, bà Nguyễn Thị Lam là chủ của dãy phòng trọ bình dân cuối con ngõ nhỏ trong tổ 15. Hiểu rõ hoàn cảnh của từng gia đình bệnh nhân, bà luôn tìm cách giúp đỡ nhằm giúp các bệnh nhân giảm đi phần nào chi phí trong quá trình điều trị bệnh dài ngày. Sức khỏe của tôi được khỏe hơn, cho nên là tôi thương những mảnh đời kém may mắn. Đến ở nhà tôi thì một số là nghèo khó thì tôi miễn phí, còn một số có thì đỡ cho tôi tiền điện nước, tôi chi hết, chi trả hết, tôi sắm hết đầy đủ. Bệnh nhân đến ở không phải sắm cái gì hết, bệnh nhân chỉ phải chi trả các cái tiền đi ở viện thôi, còn tiền đồ dùng về nhà tôi là tôi giúp hết các bệnh nhân. Những việc làm nhỏ bồi đắp cho những hạnh phúc to, tình yêu thương nhân ái cứ như vậy mà lớn dần theo năm tháng. Nhắc đến sự biết ơn, nhiều bệnh nhân đã không khỏi xúc động. Gia đình cũng rất vui khi được cô Hương và các anh các chị trong hội tình nguyện đã ủng hộ cho gia đình trong cái lúc khó khăn. Cảm ơn các cô và các anh chị rất nhiều. Gia đình cũng cảm ơn thật sự, từ miếng ăn mình uống lên, nói chung là không phải từ ông ấy chỉ có bồi thường thêm sữa cho trưa là họ cũng cho ăn uống họ cho cả, chỉ có tiền thuốc với tiền chạy chữa bệnh tật là như xả về chuyên thôi. Cuộc sống vô thường nhưng sự tử tế của mỗi người trong xã hội sẽ mang đến niềm vui cho những mảnh đời kém may mắn.
Chính nhờ sự quan tâm giữa mọi người trong xóm với nhau đã tiếp thêm cho các bệnh nhân sức mạnh, nghị lực để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác mang tên ung thư. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.